Này, tôi Trần Phú Quốc nha. Tôi ở xã Tân Bình nha. Tôi đang ở nhà mày mà nguyên cái đám xã Tân Bình xuống bắt tôi lên đây cách ly nha. Tôi có xét nghiệm âm tính nha. Bây giờ có người dương tính trong đây mà mấy người không chịu xét nghiệm cho tôi lại cho tôi về nhà nha. Nha. Bây giờ trong đây này. Bây giờ yêu cầu anh em á, anh em bây giờ yêu cầu xét nghiệm lại ai âm tính xin cách ly tại nhà hết. Cho anh em mình dương tính là chết không ai lo hết á. Bây giờ anh em yêu cầu lại ơi. Đâu có nhiệm đâu mà mấy anh đưa cơm. À bữa tôi có âm tính này, nguyên cái xã Tân Bình này, tôi đang ở nhà này, không bắt tôi lên đây này. Mà mấy anh đem lên đây cách ly làm gì? Tôi có chuyện gì nha, tôi kiện nguyên cái xã Tân Bình nha. Má tôi cũng như mấy anh cũng như tôi. Nha. Bây giờ có người dương tính không chịu thả tôi ra này, xét nghiệm lại cho tôi này, cho tôi xin cách ly tại nhà này. Nguyên cái xã Tân Bình bắt tôi tại nhà nha. Tôi đang ở nhà, nguyên cái xã Tân Bình bắt tôi lên đây, bây giờ có ca dương tính này. Không chịu xét nghiệm lại cho tôi cách ly tại nhà, nhà tôi có một mình tôi này. Ăn lên đèn phát trực tiếp. Bây giờ mấy anh lấy quyền gì mà mấy anh nhốt tôi ở đây? Tôi để nhà mà mấy anh bắt đây là tôi là sao? Hả? Tôi có giấy âm tính mà. Tôi để nhà nguyên cái xã Tân Bình bắt tôi lên đây là sao? Tại sao mấy anh làm cho tôi cách ly tại nhà mà bắt tôi lên đây? Trên đây có người dương tính đâu? Hả? Bây giờ tôi đang ở nhà này, tôi Trần Quốc đây, tôi đang ở nhà này. Tại sao nguyên cái xã Tân Bình bắt tôi lên đây là sao? Bây giờ có người dương tính đây. Yêu cầu mấy anh cho tôi về cách ly tại nhà. Yêu cầu mấy anh xét nghiệm cho tôi về cách ly tại nhà. Nhà tôi có một mình tôi thâu. Bây giờ mấy anh em á, tôi yêu cầu xét nghiệm lại từng người luôn. Ai âm tính thì xin cách ly về tại nhà, cái người nhà bảo lãnh ra xin cách ly tại nhà. Chứ không có nhốt ở đây nữa, một người dương tính là lây hết luôn. Bây giờ anh em yêu cầu ơi, đồng lòng ơi. Chứ ở đây là chết hết á. Ở đây là chết hết á. Đâu, đang phát trực tiếp không? Rồi, bây giờ lên đây. Lên ra đây ơi. Chứ giờ không được, giờ ra đây ơi. Bây giờ yêu cầu xét nghiệm lại. Tại em tính cho dạy dạy cách đi. Sao đừng mình bắt tôi tại nhà. Tôi đang ở nhà bắt tôi lên đây là sao? Hả? À. Tôi đang ở nhà bắt tôi lên đây là sao? Nguyên cái xã Tân Bình, tôi đang ở nhà bắt tôi lên đây là sao? Cho nên có ca dương tính. Tôi đang ở nhà bắt tôi lên đây là sao? Đạp ơi. Bây giờ mấy anh xét nghiệm lại. Đây nghỉ mấy anh xét nghiệm lại cho chúng tôi. Bây giờ đây nghỉ, đừng có đập. Đây nghỉ mấy anh xét nghiệm lại cho chúng tôi. Đừng có đập. Bây giờ anh em đừng đập. Bây giờ đề nghị mấy anh xét nghiệm lại cho chúng tôi. Không, đừng có đập. Anh em đừng có đập. Này, bây giờ mấy anh em đồng lòng đề nghị xét nghiệm lại. Trên đây có ca dương tính đâu. Bây giờ trên đây có ca dương tính đâu. Đề nghị xét nghiệm lại. Ai âm tính cho cách ly tại nhà. Tao đề nghị xét nghiệm lại. Đề nghị xét nghiệm lại. Ai âm tính cho cách ly tại nhà. Đâu? Đề nghị xét nghiệm lại. Bây giờ đề nghị mấy anh xét nghiệm lại. Ai âm tính cho cách ly tại nhà. Ở đây là anh em rất là quý bộ về cái xã Bình Tân. Từ ngày hôm qua tới giờ em xin từ ngoài.
Bộ bên cái xã Bình Tân nha, bộ bên cái xã Tân Bình này, bộ bên cái xã Tân Bình vô tặng nhà em, bắt em lên đây nha. Em lên ở nhà, em có chuyện gì em kiện bên cái xã Tân Bình nha. Quốc, đợi cho cán bộ Hải nói. Quốc, tối giờ rồi, có cho từ tối giờ là cái nào đó. Tụi em xin từ tối giờ nữa. Xin từ tối giờ đâu có cho chai còn rồi đâu. Cái người thì cho một hai chai. Một chai làm cái gì anh? Mà anh ra nói chuyện chi nữa? Một chai làm cái gì? Đủ tiếng gì đâu? Tôi bao nhiêu con người mà một chai là gì? Em nói chung là tụi em sẽ bảo vệ tụi anh. Còn cái đám anh em ở đây, tội phòng chống dịch là tụi em thua. Em nói liền. Còn anh Sơn với anh Hải, cán bộ Sơn cạn mà bỏ với những anh em ở đây. Tụi em bây giờ này, anh lớn tiếng anh nói đi. Anh nói yêu cầu là xét nghiệm lại, anh sẽ khẩu trang lên. Rồi. Bây giờ này anh nói là xét nghiệm lại ai mà âm tính là cho xin về cách ly tại nhà. Bây giờ trong đây có người dương tính đâu, ở đây chết không ai chịu hết. Đúng rồi, hôm nay chúng tôi bị lây chết không ai chịu, không ai lo, lỡ gì có gia đình lo. Giờ nhà anh em chết có gia đình lo, hiểu không? Còn anh em ở đây chết không ai lo đâu, tôi nói thiệt luôn. Bây giờ có gì về gia đình chịu trách nhiệm? Tôi đề nghị tại anh em ở trong đây là lúc đầu do làm tính, nó nói làm tính hết đúng không? Mà bây giờ có ca dương tính thì anh em phải đòi lại quyền công bằng của mình. Bây giờ anh em xin cách ly về tại nhà, nhốt như là nhốt heo vậy á. Bây giờ xin lại ơi, xin cách ly tại nhà. Tôi đề nghị là mấy anh cho tụi tôi tết lại. Ai âm tính? Ai âm tính thì cho về cách ly tại nhà. Đó. Còn ai dương tính thì chuyển qua bên kho điều trị. Đó. Rồi chỉ một câu yêu cầu như vậy thôi. Còn mấy anh mà không chấp nhận cái lời yêu cầu đó thì tụi tôi xin lỗi luôn. Thì đó, tụi tôi đào quyền lợi của chúng tôi, chứ không có để cho anh chết chung vậy được. Đúng, chính xác. Thà như bây giờ, thà như tụi tôi bữa giờ chấp hành rất là nghiêm túc, nhưng mà thà như là đừng có ca nhiễm. Đằng này là nó mới ca nhiễm chuyển đi thì làm sao mà tinh thần đâu mà sống. Đúng rồi, ba đứa con tôi từ lúc tôi vô đây tôi mặc, xin lỗi chứ ở đây không có ai mặc bằng tôi hết á. Tôi chơi ma tí chứ tôi lỗi cho ai mặc bằng tôi hết á. Nhưng mà bây giờ tôi ốm luôn nè. Tôi ốm luôn nè. Bây giờ tôi đề nghị công an xã Tân Bình nha. Bữa bắt tôi tại nhà cách đây 4 ngày. Tại sao tôi đang ở nhà bắt tôi lên đây là sao? Bây giờ trên đây có ca dương tính này. Tôi đang ở nhà mấy anh bắt tôi lên đây là sao? Có nhân chứng này. Tại sao mấy anh bắt tôi lên đây? Bây giờ tôi có chuyện gì tôi kiện nguyên cái xã Tân Bình nha. Nha, nguyên cái xã Tân Bình. Ông Cảnh là ông bà lao nhất. Ông làm việc với ông ai đó. Ông làm việc với người dân. Ông làm việc với người dân mà ông lậu. Ông có chức quyền trong ở đây biết bao nhiêu người trong nhà bắt ra là sao? Này, còn là những người ở trong nhà bị bắt ra là sao? Đấy, còn những người trong nhà bị bắt ra. Bây giờ yêu cầu về cách ly tại nhà. Hình như là tôi nghe ở đâu đây là có cái mùi rượu. Có cán bộ nào đang nhậu ở trong đây? Tôi có nghe cái mùi rượu.